xin giới thiệu đơn vị thứ hai là HB Konica với cái chuyên đề là giải pháp hỗ trợ chẩn đoán X quang phổi. Xin mời báo cáo viên của công ty ạ. Dạ, kính thưa các thầy, kính thưa các anh chị trong hội trường. Em tên là Trung, em xin đại diện cho hãng Konica xin giới thiệu về phần mềm là giải pháp hỗ trợ chẩn đoán X quang phổi. Thì trong cái bài giới thiệu của em thì nó có những cái nội dung nhỏ. Cái thứ nhất đó là cái vấn đề tình hình về chẩn đoán X quang phổi. Cái nội dung thứ hai đó là cái những cái tính năng của phần mềm xóa mờ xương và các cái hiệu quả và một số cái ca ứng dụng thực tế của phần mềm xóa mờ xương của hãng Konica. Thì các anh chị cũng biết là chẩn đoán về X quang phổi, đặc biệt là X quang phổi là một cái kỹ thuật mà thường được dùng để kiểm tra sức khỏe cộng đồng. Và đây là cái kỹ thuật mà kiểm tra cơ bản hàng ngày để phát hiện các cái bệnh lý liên quan về phổi, trong đó có ung thư phổi. Theo cái tổng kết của hãng thì ở Mỹ mỗi năm là có 86 triệu ca X quang phổi. Thì trong cái quá trình làm việc thì các anh chị thường gặp phải những cái khó khăn trong cái việc là chẩn đoán phân tích X quang phổi. Một trong những cái khó khăn đầu tiên đó là cái sự chồng chéo của xương do cái cấu trúc giải phẫu và các cái tổn thương là nó bị xương che lấp. Thì chính vì vậy cho nên là cũng theo cái khảo sát của hãng thì có khoảng 25% các cái trường hợp mà ung thư phổi không được phát hiện trong cái lần chẩn đoán đầu tiên. Và đây là cái nguyên nhân thứ ba các anh chị bác sĩ là được yêu cầu phải rà soát, phải chẩn đoán lại. Và thậm chí đây là cái nguyên nhân mà ở Mỹ là các bác sĩ thường bị kiện nhất, là xếp hàng thứ ba. Với cái phần mềm xóa xương, với cái phần mềm xóa mờ xương phổi thì nó giúp cải thiện cái việc là phát hiện các cái nốt trong phổi. Đặc biệt là nó hỗ trợ cho các anh chị bác sĩ chưa có nhiều kinh nghiệm. Và với cái việc phần mềm này nó còn hỗ trợ trong cái việc là phát hiện sớm cái ung thư phổi. Ở Việt Nam thì cách đây hơn 5 năm thì bên hãng Konica có làm một cái khảo sát. Thì nhờ vào cái phần mềm xóa xương này thì các anh chị có thể đưa ra cái quyết định là nhanh hơn đến 40%, là nhờ vào cái phần mềm xóa xương thì các anh chị có thể đưa ra cái quyết định là bệnh nhân bị ung thư hay là đối với những cái trường hợp mà tầm soát thông thường. Thì với cái phần mềm này thì nó hỗ trợ cho các bác sĩ là dễ dàng phát hiện ra những cái tổn thương mà nó bị che lấp bởi xương sườn, những cái chỗ mà chồng chéo giữa xương sườn và xương đòn. Nó giúp bác sĩ có thể xác định các cái tổn thương về phổi như là ung thư phổi, viêm phổi, lao phổi, tràn khí màng phổi. Rồi nó cũng còn giúp cho các bác sĩ là phân tích các cái mô mềm trong phổi dễ dàng hơn như là mạch máu hay là phế quản. Và điều đó nó giúp cho bác sĩ là có thể là giảm cái thời gian phân tích chẩn đoán viêm phổi. Và đây là một số ca ứng dụng phần mềm xóa xương. Đây là cái trường hợp thứ nhất. Và đây là các anh chị thấy là cái hình chụp lên, đây là cái hình ban đầu là nó còn bao gồm cả các cái xương sườn
Sau khi áp dụng cái phần mềm xóa xương, xóa mờ xương thì các anh chị thấy là cái mật độ xương là nhờ vào cái thuật toán của hãng, và nó làm cái mật độ xương giảm đi, và coi như là cái việc này là giúp cho mình thấy là còn lại cái nhu mô phổi, là giúp cho cái việc chẩn đoán nó dễ dàng hơn. Cái hình này các anh chị có thể thấy là so sánh hai cái hình song song với nhau, thì cái hình bên tay trái của các anh chị đó là cái hình còn xương sườn, và nó có một cái tổn thương nó nằm ở bên cái bờ bên trái của phổi. Thì với cái phim như vậy thì các anh chị lúc đầu á, là mình rất là băn khoăn, là không biết cái chỗ đó là nó có phải là tổn thương hay không tổn thương. Thì nhờ vào cái ứng dụng xóa mờ xương thì cái hình bên tay phải là các anh chị thấy là chỗ đó là một cái vị trí tổn thương, và không cần phải chụp lại hoặc không cần phải chụp CT. Đây là một cái trường hợp thứ hai. Đây là cái hình mà đã được xóa mờ xương đi. Và cũng vậy các anh chị thấy là khi mà cái hình mà còn mờ xương đấy, còn xương đấy, thì cái vết tổn thương nó nằm ở ngay cái vị trí của cái sườn, thì mình rất là khó để đưa ra cái quyết định chẩn đoán. Thì nhờ vào cái phần mềm xóa mờ xương thì bên tay phải các anh chị là mình có thể xác định được cái chỗ đó là cái vị trí bất thường, có tổn thương. Đây là cái trường hợp thứ ba. Cái trường hợp thứ ba thì đây là một cái trường hợp mà đa bất thường trên phổi. Thì với cái việc mà xóa mờ xương thì rõ ràng là các anh chị có thể thấy là xác định rõ ràng là các cái vị trí tổn thương của phổi nó nằm ở đâu. Đây là cái slide này lẽ ra nó nằm ở phía trước nhưng mà không biết tại sao nó chạy lên xuống đây. Thì Konica sử dụng cái thuật toán xử lý của hãng thì để mà triệt tiêu cái phần xương sườn và giúp cho cái việc mà xem các cái nhu mô phổi nó dễ dàng hơn. Đây là cái hình ảnh mà thường các cái vị trí mà cái trên cái quang phổi mà thường cái vị trí là dễ bị bỏ sót bệnh nhất, thì ở trên là cái phần mà thùy trên, rồi là cái phần mà tụi em bôi cái màu hồng đó. Thì đây là chắc là về chuyên môn thì chắc anh chị sẽ rành hơn tụi em. Đây là những cái vị trí mà được đánh giá là rất là dễ bị bỏ sót bệnh lý. Và phần trình bày của em đến đây là kết thúc. Em cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Cảm ơn Trung. Tôi nói trước rồi, vừa cho thầy Dũng với tiến sĩ Tấn hỏi cho tôi chả được quyền hỏi cái này. Báo cáo với các anh chị là cái này là cách đây 6 năm tôi cùng với lại cái nhóm Konica bên Mỹ đã tham gia nghiên cứu và tham gia một trong những cái vị trí khá quan trọng trong cái nghiên cứu này. Thì hôm nay mới đến Konica, lúc đó là Konica bên Mỹ lấy chọn thị trường Mỹ, và trong Việt Nam thì chọn Medic để làm và nhóm bác sĩ Medic để nghiên cứu cái này. Và có sự tình cờ thứ hai là hôm trước, cách đây không lâu lắm rồi, lại vô tình tôi ngồi thầy Dũng lại ngồi chủ tòa đoàn một cái phiên thầy Dũng quên mất rồi, là hồi đó ở bên cho việc Nhật hay cũng Konica đấy, mấy cái tấm flat panel của Konica đấy. Rồi Lộc ở đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh, Lộc mới nhắc là sao không thấy cái phần mềm của Konica. Đấy, thì bữa nay mới lại xuất hiện trên thị trường. Thì cảm ơn bạn, cho nên tôi không có quyền nói gì về cái này. Câu hỏi đặt ra đánh giá thế nào thì nhường cho thầy Dũng và tiến sĩ Tấn. Cảm ơn mọi. Vâng, rất cảm ơn. Thực ra là công việc này thật nghe lúc đầu tiên là rất đơn giản đúng không? Trình bày rất đơn giản nhưng mà khá nhiều thú vị. Kia em trả lời luôn một câu hỏi nhé, câu hỏi của tôi luôn. Em có đưa ra một dữ liệu rằng 40% các bác sĩ bị vướng mắc khi liên quan đến phổi
và em đưa một cái study in Việt Nam 2016. Vậy thì cái bài ấy là xuất phát từ của ai và ở đâu và đang ở đâu? Là câu 1. Câu 2 thì em đang đưa một cái chương trình để mình xóa xương. Vậy thì khi xóa xương thì những tổn thương của xương nó có bị xóa không? Vâng. Xin các bạn cứ đặt câu hỏi tiếp cho bạn đi trả lời một lần. Cũng là một cái chủ đề mà chúng ta cũng thấy cũng cần phải trao đổi. Và em lưu ý rằng là nếu em nói về tổn thương thì được, chứ đừng đi quá sâu vào ung thư phát hiện sớm. Thì còn rất nhiều chuyện khác. Em hãy dùng đi sâu vào phân tích kỹ thuật của mình, ưu thế phần mềm của mình, không đi quá vào những cái vấn đề liên quan bệnh học, vì em sẽ bị sai. Trong khi chờ đợi em trả lời trước. Dạ, cái nghiên cứu này ở Việt Nam ấy thì như anh Lộc vừa mới chia sẻ đấy, thì tụi em thực hiện ở Medic. Không, nhưng em có công bố vào những tạp chí hoặc là trong cái hội nghị nào không? Hay là chỉ trong một nhóm có đi trao đổi với nhau không chính thức? Ý tôi nói em đưa ra là có tính chính thức hay không về mặt khoa học. Nếu không có thì thôi, không vấn đề gì cả. Tôi không ép, tại vì tôi là tổng biên tập báo Điện Quang Yêu Hạt Nhân. Dạ, dạ. Và dạ. Tôi cần biết là cái báo nó đang ở đâu. Có một số cái câu hỏi mà tụi em đang rất là muốn lắng nghe các anh chị hỏi, và tụi em sẽ cần một cái câu trả lời sâu hơn nữa từ phía hãng. Thì cái câu hỏi của thầy Dũng thì em xin ghi nhận, là em ghi nhận, em sẽ trao đổi với hãng. Thì thực tế là em cũng có hỏi, nhưng mà họ nói là có một số cái gọi là cái bí mật trong cái nghiên cứu gì của họ họ chưa có công bố. Thì tiếp nữa thì sau cái buổi trình bày ngày hôm nay thì tụi em sẽ tiếp tục hỏi họ, và có thể là họ chia sẻ được tất cả những cái gì về liên quan tới nghiên cứu này thì em sẽ gửi cho các anh chị. Mình đỡ cho bạn cái này, tại vì dính tới mình cái này mình không phải gì, nhưng mà mình công bằng mà nói là trước đây chỉ cần gõ trên Google Thái Văn Lộc Phan Thanh Hải BSI là nó ra một mấy cái tạp chí PubMed rồi nó đăng hết trên đấy. Tại vì thật sự cái nhóm nghiên cứu lúc đó họ rất là chuyên nghiệp, bên Mỹ họ làm rất chuyên nghiệp, họ làm thứ tự từng bước và khó, cực kỳ khó để ra được cái này. Để vấn đề chúng ta đi bán cái bánh, chúng ta chỉ biết bán thôi chứ không phải là không. Thế đấy, mình đỡ cho bạn. Vâng, câu hỏi hai của tôi đấy, tức là tổn thương ở xương cuộn xuyên liên quan xương sườn, mà em dùng cái phần mềm em xóa cái xương đi, vậy thì cái tổn thương nó còn hay là xóa cùng với xương? Dạ, cái câu hỏi đó thì em cũng đang bị bí. Thực tế cái câu hỏi đó là em đã gặp em đã bị hỏi rồi, và chính là em cũng sẽ hỏi hãng, tại vì cái này xóa xương, xóa mờ xương thì cái tổn thương mà củ xương á là có còn hay không? Dạ đó, cho nên là cái này thực tế là đây, hiện nay đúng là một cái mà chúng tôi cũng đang thắc mắc đấy, nó mới đảo xương nó mới thầy, mấy cái đảo xương nó bị bắn một cái nó đi luôn. Người ta đang coi đó là cái gì, nó bắn cái đi luôn, và có một số cái tổn thương nó bị bắn đi luôn ấy. Thật sự cái này cũng công bằng mà nói, chúng ta cứ từ từ đợi thêm đã. Vì cái chủ đích là xóa mờ xương để chẩn đoán, tìm ra những cái bất thường trên nhu mô, cho nên là cái việc mà cái tổn thương mà của cái xương nó bị nứt bị gãy gì ở cái vùng đó thì mình có còn hay không, thì cái này là em phải xin nợ cái câu hỏi này. Dạ, thế em hai cái nợ nhé, để hội nghị lần sau. Cảm ơn em. Một cái bài trình bày rất là thú vị, đơn giản nhưng mà cũng mang lại nhiều cái thông tin.